xin chào tất cả các bạn. Giảm cân nhé là một cái nhu cầu mà rất nhiều các chị em là luôn luôn là quan tâm và mong muốn là mình có cái kết quả tốt khi giảm cân. Thế nhưng mà Ngọc Anh biết rằng là có rất nhiều các bạn gặp vấn đề đó là chúng ta không dám giảm cân và chúng ta ngại giảm cân bởi vì chúng ta sợ rằng là khi chúng ta giảm cân là chúng ta sẽ phải nhịn ăn. Thì chính vì vậy nên là đây sẽ là một cái chủ đề mà Ngọc Anh sẽ giải đáp cho các bạn cái việc rằng là làm thế nào để chúng ta giảm cân mà không cần phải nhịn ăn. Làm sao để chúng ta giảm cân mà lúc nào chúng ta cũng vẫn có tràn trề năng lượng, để giúp cho chúng ta không bị áp lực khi chúng ta tham gia một hành trình giảm cân thì chúng ta cần phải hiểu cái việc cân bằng về năng lượng. Cái điều này vô cùng quan trọng. Đây hầu như là bài học đầu tiên trước khi tham gia bất kỳ khóa học giảm cân nào của Ngọc Anh. Ngọc Anh đều chia sẻ cho các chị em. Đó là cái bài học về cân bằng năng lượng. Cân bằng năng lượng là như thế nào? Tức là khi chúng ta có cái năng lượng đầu vào và chúng ta sẽ có năng lượng đầu ra, đúng không? Thế thì giống như một cái cân ấy, các chị nhìn thấy cái cân không? Thế thì muốn cái cân này nó cân bằng thì chúng ta sẽ phải có cái hai cái bên cân này nó phải bằng nhau. Đây, ví dụ nó phải bằng nhau. Thế thì nếu như mà đây là cái đầu vào này, đây là cái đầu ra này. Thế nếu như mà các chị đưa cái đầu vào nhiều, đây, đầu vào nhiều thì cái đầu ra thì ít. Cái cân nó sẽ lệch như thế này, đúng không nào? Cái cân nó sẽ lệch như thế này. Và đồng nghĩa với cái việc rằng là cân nặng của các chị nó sẽ bị tăng lên. Ngược lại, các chị đưa đầu ra nhiều hơn, đầu vào ít đi thì cái cân lại lệch lên như thế này, thì cái cân của các chị nó giảm đi, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta, cái nguyên lý của chúng ta nó là đầu vào và đầu ra. Thế thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ăn ít, nhưng liệu nó có phải là ít hay không? Chúng ta chỉ nghĩ đến việc là cái thứ chúng ta đưa vào miệng của chúng ta nó ít, nhưng chúng ta không có tính toán ra xem được rằng là cái thứ đó nó mang cho mình bao nhiêu năng lượng. Ví dụ như thế này, mình sẽ có hai cốc nước. Mình sẽ có hai cốc nước khi mình đi uống, ví dụ như hôm nay mình đi uống nước cùng với bạn bè, mình đi uống nước giải khát đi. Có hai cốc nước. Mình thì mình sẽ chọn uống một cốc nước ép cần tây. Chẳng hạn nhé, mình sẽ chọn uống một cốc nước ép cần tây. Còn bạn của mình thì chọn một cốc nước, nước gì bây giờ nhỉ? Một cốc sinh tố đi, một cốc sinh tố xoài đi, hay là sinh tố bơ đi. Đại để là như vậy, hai đứa cùng uống hai cái cốc nó cao bằng nhau, cùng là hai cốc 500ml như nhau. Một đứa uống nước ép cần tây, một đứa uống gì ạ? Uống sinh tố bơ. À, thế thì hai cái cốc này nó có cái cân nặng bằng nhau. Nhưng làm sao nhỉ? Cái năng lượng đưa vào cơ thể nó khác nhau. Rõ ràng là cùng uống hai cốc, nhưng cái người mà uống nước ép cần tây chắc chắn nó sẽ khác, cái người uống nước ép bưởi nó sẽ khác, còn cái chị mà uống sinh tố bơ, uống sinh tố xoài nó sẽ khác, đúng không nào? Thì đấy chính là cái vấn đề của việc cân bằng năng lượng các chị nhá. Các chị nhớ cho Ngọc Anh, cái này quan trọng lắm, rất quan trọng trên hành trình giảm cân của các chị. Nếu các chị không hiểu nguyên lý này thì các chị rất là vất vả luôn, các chị cứ phải nhịn ăn thôi. Có những người không cần tập thể dục vẫn giảm được cân mà, đúng không nào? Tại vì cái việc năng lượng đầu ra là gì? Năng lượng đầu ra là tập thể dục này, rồi vận động đi lại này, vận động lao động đi lại này, đấy là năng lượng đầu ra. Thế còn năng lượng đầu vào là gì? Năng lượng đầu vào đó là đồ ăn, thức uống mà chúng ta ăn vào hàng ngày. Thì đấy là năng lượng đầu vào. Nó giống như việc là chúng ta làm gì nhỉ? Nó giống như việc chúng ta đổ xăng xe á, đi xe máy xong rồi chúng ta đổ xăng vào cái xe đấy thì đấy là năng lượng đầu vào. Sau đó thì mình cho cái xe đấy nó đi, vèo 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 vèo. Nó đi thì đấy là năng lượng đầu ra. Đó, thế thì bây giờ các chị muốn rằng là chúng ta giảm cân thì cái năng lượng đầu vào của các chị cho ít lại và năng lượng đầu ra các chị cho nhiều hơn. Thì ít lại là như thế nào? Ít lại là bây giờ thay vì chúng ta ăn những cái món ăn mà nó mang cho chúng ta cái năng lượng nhiều thì các chị lựa cho Ngọc Anh những cái món ăn mà nó mang cho các chị năng lượng ít hơn. Ví dụ như vừa rồi chúng ta đã nói về câu chuyện hai cốc nước, đúng không nào? Hai cốc nước khi chúng ta đi uống nước ép, khi chúng ta đi uống nước giải khát, thay vì chúng ta lựa một cốc sinh tố bơ, sinh tố xoài, có sữa, rồi có nhiều thứ, thì chúng ta hãy chuyển sang uống làm sao ạ? Một ly nước ép hoa quả của những loại quả thanh, những loại quả ít ngọt, những loại quả chua ấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái năng lượng nó ít hơn so với thói quen bình thường. Thế rồi là thay vì các chị ăn món chiên xào, món chiên xào là những món mà chứa hàm năng lượng cao nhá, rất cao luôn. Năng lượng đầu vào nó khác với các cái loại lượng thực phẩm nhỉ, đầu vào nhé. Năng lượng nó khác với khối lượng. Các chị thường chỉ tập trung vào khối lượng thôi, là chúng ta ăn ít hay ăn nhiều thôi. Nhưng các chị không tập trung vào năng lượng. Cái này nó là hai thuật ngữ vô cùng mới nhé. Năng lượng khác khối lượng.
các chị đừng tập trung vào cái việc rằng là ăn ít, em không cần ăn ít, không ai cần các chị ăn ít cả. Chúng ta chỉ cần rằng là làm sao ạ? Là ăn cái năng lượng ít chứ không phải là khối lượng ít. Làm thế nào để chúng ta được ăn cả một lượng thực phẩm lớn mà chúng ta vẫn giảm cân, đấy mới là điều tuyệt vời. Chứ còn chúng ta lại phải ăn bóp mồm bóp miệng, ăn rất là ít xong cuối cùng là vẫn không giảm được cân thì đấy là cái rất là thiệt thòi cho các chị. Nên là đã có rất nhiều người nhá, khi ở trên những bàn tiệc ấy, ăn tiệc cùng mình, suốt ngày nhìn thấy mình ăn. Tại vì là thậm chí còn có những người nhá, còn có những người là các chị sợ không dám ngồi ăn cùng bàn với Ngọc Anh luôn. Cứ đến thấy mình ngồi ở bàn nào là các chị né luôn. Và các chị bảo rằng là nếu mà ngồi cùng bàn với cô giáo ấy, với cô giáo, hoặc là nếu mà họ hàng trong gia đình cũng thế, nếu mà ngồi cùng bàn với con bé này nhá thì nó ăn hết. Thế là chẳng có gì cho mọi người ăn cả, bởi vì rằng là mình ăn nhiều lắm, mình ăn rất là nhiều. Mọi người cứ bảo rằng là chắc là phải ăn kiêng, chắc là phải ăn ít, nhưng mà không phải, không hề ăn ít một tí nào luôn, ăn liên mồm, ăn suốt ngày. Thế xong rồi mọi người lại bảo rằng là chắc là do cơ địa nó ăn như thế nhưng mà nó chẳng giảm cân, nó không béo, chắc do cơ địa rồi nọ kia, chứ mình ăn một tí thôi cũng béo. Nhưng không phải như thế đâu mọi người nhá. Ăn nhiều nhưng ăn có chọn lọc nó khác với việc là ăn nhiều nhưng ăn tự do. Thì bây giờ làm nào để chúng ta biết được rằng là cái năng lượng của món ăn chúng ta là bao nhiêu? Xem nào, ở đây có gì nhỉ? Đây có gì? À đây, ví dụ như cái gói bánh này. Bình thường là chúng ta chỉ biết ăn ít hay ăn nhiều thôi đúng không? Ví dụ như em có cái gói bánh này nhá. Thì trước khi các chị ăn ấy, các chị sẽ phải đọc. Đây. Các chị sẽ phải đọc xem rằng là một cái bánh này nó sẽ mang vào trong cơ thể của các chị bao nhiêu năng lượng. Thế ví dụ như là cái bánh này nó ghi là 50 gram bánh thì nó mang vào trong cơ thể 200 calo. 200 calo cho 50 gram bánh. Tất nhiên thì 50 gram bánh của cái này thì cũng khá là nhiều, bởi vì cái này thì nó cả một cái gói này có 250 gram thôi. Thế thì 50 gram nghĩa là 1/5 của cái gói này. Mình là 1/5 của cái gói này thì là nó là 200 calo. Tức là thì chúng ta biết được rằng là vậy thì ăn 50 gram cái bánh này là chúng ta sẽ 50 gram nó rơi vào tầm khoảng chục cái đấy. Có tầm 7-8 cái bánh này thì nó sẽ nạp được cho cơ thể mình 200 calo. Cái món ăn này nó là hạt đi, các loại hạt mix đi. Các loại hạt này thì cái hộp này của em lại không có cái năng lượng rồi. Giả dụ thôi nhá, ví dụ là các cái loại hạt này nó, ví dụ như chúng ta ăn 50 gram cái hạt này nó mang vào cho chúng ta 100 calo chẳng hạn như thế. Cái này là em ăn 50 gram thì mang vào cho em 200 calo, còn cái này ăn 50 gram nó mang vào cho em 100 calo. Thế thì bây giờ các chị muốn giảm cân thì các chị ăn cái nào? Ăn cái nào? Tức nghĩa là nhá, rõ ràng là cùng ăn 50 gram đúng không? Nghĩa là cái khối lượng đưa vào trong cơ thể của mình đều là 50 gram thức ăn, nhưng mà cái năng lượng nó khác nhau thì các chị sẽ có cái kết quả khác nhau. Thế nên là ăn ít hay ăn nhiều không phải là vấn đề, mà là ăn bao nhiêu năng lượng, đúng không nào? Đấy là em nói ví dụ thôi nhá, chỉ là ví dụ thôi, còn bây giờ là mình không nói. Còn về cơ bản là hai món này đều tốt, đều hiệu quả, hai món này đều năng lượng ít, nên là mình chỉ ví dụ. Đấy là em ví dụ về năng lượng thôi, chứ không phải nói rằng là chúng ta chọn cái nào trong hai cái này. Chính vì như vậy thì bây giờ các chị muốn xem là cái đồ ăn nào nó mang cho các chị cái năng lượng nhiều, cái năng lượng ít, thì các chị bây giờ các chị sẽ làm một cái khâu như sau, là các chị lên Google. Chúng ta có một cái anh bạn vô cùng thông minh, đấy chính là anh Google. Chúng ta sử dụng Google nhưng phải thông thái. Thế thì thông thái ở đây là gì? Là chúng ta sẽ chỉ tìm những thông tin, thứ nhất là những thông tin mang tính chất là nói về các chỉ số thì thường là Google sẽ mang ra đúng. Ví dụ chỉ số ở đây là gì? Là cái năng lượng của đồ ăn, năng lượng của vận động, thì anh Google anh cho chúng ta cái chỉ số rất đúng. Khi mà chúng ta lên anh Google thì các chị tra cho em một cái câu, đó là năng lượng của thực phẩm. Thì khi các chị tra cái bảng này ra, nó sẽ ra cho các chị về một cái điều, đó là nó sẽ cho các chị biết được rằng là cái món ăn này nó mang cho các chị bao nhiêu năng lượng, cái món ăn kia nó mang cho các chị bao nhiêu năng lượng. Để các chị thông thái thì các chị sẽ chọn lựa món ăn nào để giúp chúng ta ít năng lượng nhất. Nó sẽ cho các chị biết được rằng là chúng ta ăn thịt gà thì nó mang cho chúng ta bao nhiêu năng lượng, chúng ta ăn thịt bò thì nó mang cho chúng ta bao nhiêu năng lượng, ăn cá thì mang bao nhiêu. Vậy thì bây giờ mình muốn giảm cân mình ăn cái gì? Đấy, nó rất là rõ. Rồi ăn quả vải thì sao, ăn quả xoài thì sao, ăn quả táo thì sao, thích tôi muốn giảm cân tôi ăn quả gì. Rất là đơn giản, nó cực kỳ đơn giản. Các bảng đấy nó sẽ cho ra chúng ta cái thông số của 100
gram thực phẩm. Ví dụ là gà này thì có ức gà, lườn gà, cánh gà, đùi gà, rồi thịt bò thì có bắp bò, gầu bò, rồi gân bò, đấy, nhiều, rồi thậm chí là cá này, cá chấm, cá trôi, cá chép, cá mè. Đại để là nó ra cho mình rất là nhiều các thông số để chúng ta, từ đó chúng ta sẽ biết được rằng là à, thế thì chúng ta muốn ăn gà, thế thì chúng ta ăn phần nào của con gà. À, chúng ta muốn ăn con bò, thịt bò thì chúng ta ăn phần nào của thịt bò. Đấy, thì đấy là cái cách để giúp chúng ta là có thể là giúp chúng ta lựa được ra những cái món mà cái năng lượng của nó ít hơn để nó giúp cho các chị dễ dàng giảm cân các chị nhá. Nên là các chị cũng dựa theo cái bảng đấy để các chị xem lại xem rằng là những cái thói quen, những cái món mà các chị ăn hàng ngày đấy nó có thuộc những cái loại món mà năng lượng nó cao hơn hay không. Chắc chắn là nếu mà chúng ta bị thừa cân ấy, chúng ta sẽ phải có một cái thói quen là ăn cái hàm lượng nạp vào nhiều hơn so với cái hàm lượng đưa ra. Thế thôi, nó đơn giản, cực kỳ đơn giản.